Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đăng tải thông tin về việc trên địa bàn tỉnh có nhiều xe ô tô đưa đón học sinh tới trường không đảm bảo an toàn, các lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý và tạm giữ nhiều phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số địa phương, hầu như các loại xe dùng chở học sinh đều đã cũ, xe hết đăng kiểm, có nơi xe đã hết niên hạn sử dụng, vẫn dùng để chở các học sinh hàng ngày đến trường. Tình trạng này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Một số nơi thì phụ huynh thỏa thuận thuê xe chở con em tới trường, nơi thì nhà trường để giáo viên chủ nhiệm tự thỏa thuận hợp đồng với chủ xe. Còn các lái xe đều thừa nhận xe cũ, mua rẻ tiền, mặc dù biết là nguy hiểm thì chở học sinh, nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn cố hợp đồng chuyên chở. Xe là hết đăng kiểm đấy, hết niên hạn. Tất nhiên là tôi xác định biết nguy hiểm, thực chất là cái cước nó quá rẻ, đầu tư xe tốt vào thì không thể ấy được. Bây giờ có 4 triệu một tháng cả xăng dầu thì trừ đi còn 3 triệu, đây nghĩa là chạy gọi là để kiếm thêm. Tại các trường tiểu học trên địa bàn các huyện, thành phố đều có xe đưa đón học sinh, nhưng không ít xe đã quá thời gian đăng kiểm, quá niên hạn sử dụng. Chủ xe đã tự ý thay đổi kết cấu bên trong để phục vụ mục đích chở quá tải trọng, như tháo ghế to, kê thêm nhiều ghế nhỏ hoặc tạo ra những khoảng trống để học sinh đứng cho tiết kiệm diện tích. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, sau khi có thông tin phản ánh trên Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên về thực trạng xe ô tô khách đưa đón học sinh, lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp với các ngành hữu quan, tích cực tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe khách quá hạn đăng kiểm bằng lái xe không phù hợp. Lực lượng thanh tra thông chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông xây dựng kế hoạch liên ngành để trực tiếp kiểm tra tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Các vi phạm chủ yếu là những xe đã hết thời hạn kiểm định, có xe hết niên hạn chở các cháu học sinh tại một số cơ sở giáo dục, và chúng tôi đã kiên quyết xử lý. Theo thống kê của Thanh tra Giao thông, trên địa bàn tỉnh có 346 phương tiện vận tải chở học sinh, trong đó tới 44 phương tiện không đủ điều kiện tham gia giao thông. Có 10 phương tiện đã hết niên hạn sử dụng, có 10 phương tiện không có biển số trên mạng quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nghi vấn xe sử dụng biển số giả. Có 24 phương tiện đã hết hạn kiểm định. Việc tăng cường kiểm tra hoạt động xe vận chuyển học sinh trên địa bàn toàn tỉnh là rất cần thiết nhằm đảm bảo sự an toàn tính mạng học sinh đang bị đe dọa hàng ngày. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường và gọi xe cấp cứu ba nạn nhân. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do hai thanh niên chở nhau trên chiếc xe Dream không có biển số đã đâm vào xe lít do chị Dương Thị Phướng, sinh năm 1980, ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên điều khiển. Hậu quả, hai thanh niên, một người sinh năm 2003 và một thanh niên sinh năm 2007 đều trú ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, bị thương ở vùng mặt, còn chị Phướng bị xây xét nhẹ. Cả hai xe máy đều hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc. Phần tiếp theo của chuyên mục An toàn giao thông là hướng dẫn tới quý vị và các bạn kỹ thuật lái xe an toàn. Xin chào quý vị và các bạn đến với video hướng dẫn tư thế lái xe an toàn. Một tư thế ngồi chuẩn giúp người lái điều khiển một cách chính xác và thuận tiện trước các tình huống bất ngờ, cũng như giảm thiểu mệt mỏi cho những cung đường xa. Nào, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Để có một tư thế lái xe an toàn, chúng ta cần chú ý 5 điểm sau. Điểm thứ nhất, hông. Ngồi xuống ghế một cách chắc chắn, không để khoảng trống nào giữa hông của bạn và ghế xe. Điểm thứ hai, phần chân. Điều chỉnh ghế ngồi sao cho đầu gối phải hơi gập một chút sau khi đã đạp phanh hết cỡ. Đối với số sàn, chân trái cũng gập lại một chút sau khi đã đạp côn hết cỡ. Với số tự động, đặt chân trái lên bàn đỡ. Tiếp đến là điểm thứ ba, phần lưng. Giữ cho giữa lưng tiếp xúc với tựa lưng của ghế xe. Sau đó, chúng ta đi đến điểm thứ tư, phần tay. Đặt hai tay lên vị trí cao nhất của vô lăng,
sau đó di chuyển hai tay về phía 3 giờ và 9 giờ, sao cho khuỷu tay của bạn hơi gập một góc 120 độ. Nếu trục tay lái có thể điều chỉnh được thì hãy điều chỉnh độ cao của trục tay lái. Ngoài ra có thể điều chỉnh độ cao của ghế sao cho tầm quan sát được tốt nhất. Phần cuối cùng là điểm thứ 5, phần đầu, điều chỉnh tựa đầu của ghế sao cho tai của bạn cao ngang với điểm giữa của tựa đầu. Vâng, và vừa rồi tôi vừa hướng dẫn quý vị và các bạn làm thế nào để có một tư thế lái xe an toàn. Chúc quý vị luôn chọn cho mình một tư thế ngồi chuẩn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. The power of dreams. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn công ty ô tô Honda Hưng Yên Phú Hiến đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong